Tasha mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ nhất. Được chồng bao cả nhà hàng 5 sao để hàm nóng tình cảm, tôi nhất quyết ly hôn khi biết được sự thật. Quả thật cuộc sống hôn nhân những ngày đầu không có tài chính đối với tôi thật khó khăn và áp lực vô cùng. Để chồng tập trung lo cho sự nghiệp, tôi phải gác lại chuyện sinh con, một mình gánh vác hết tất cả. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây Tasha mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày tôi chọn lấy Khang, tôi gặp phải sự phản đối gay gắt của gia đình. Bố mẹ tôi muốn lấy con trai của một người quen. Gia đình anh ta có điều kiện, bản thân anh ta cũng có địa vị. Mẹ tôi khuyên con gái, tình cảm chỉ là nhất thời, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi con sẽ thấy vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết tới mấy mà không có tiền rồi thì cũng sẽ cãi vã, chắc gì sống cùng nhau mãi được. Nhưng khi ấy tôi đã bỏ qua mọi lời khuyên của bà, tôi vẫn nhất quyết lấy Khang. Quả thật cuộc sống hôn nhân những ngày đầu không có tài chánh đối với tôi khó khăn và áp lực vô cùng. Để chồng có thể tập trung phát triển sự nghiệp, tôi đành phải gác lại chuyện sinh con, một mình gánh vác hết tất cả các việc. Về mặt kinh tế, tôi cũng trở thành trụ cột. Ngoài lương chính ở công ty, tôi phải tranh thủ nhận việc thêm làm đêm, dành tiền cho chồng học thêm văn bằng 2. Sau 3 năm trầy trật và vất vả ngược xuôi lo cho chồng, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc như mong muốn với mức lương đáng để người khác ngưỡng mộ. Từ đó, cuộc sống của tôi dần thoải mái hơn và cũng bớt áp lực. Có điều, khi sự nghiệp của anh càng thăng tiến, đồng nghĩa với việc anh có thời gian ít hơn dành cho vợ. Thậm chí, khi tôi bầu bí, cũng chẳng mấy khi có chồng ở bên cạnh. 9 tháng mang thai, tôi toàn đi khám một mình. Ngày tôi nhập viện sanh thì chồng cũng bận đi công tác. Còn chào đời được nửa tháng thì anh mới về. Thiệt thòi và vất vả là như thế. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ kêu than với anh. Bởi vì tôi nghĩ, cuộc sống này là do tôi lựa chọn, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Hơn thế, tôi muốn khẳng định với mọi người là tôi đã đúng khi quyết định lấy anh. Chỉ cần anh một lòng một dạ với vợ thì mọi sóng gió hay khó khăn gì tôi cũng có thể vượt qua. Ngày hôm ấy tôi đang dọn dẹp nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn của chồng rủ đi nhà hàng 5 sao để vợ chồng đợi gió cũng như hâm nóng lại tình yêu. Sau gần chục năm bên nhau, chưa một lần tôi được anh mua hoa hay tặng quà. Vậy mà hôm ấy anh đột ngột rủ vợ đi đợi gió, khiến tôi nửa bất ngờ, nửa hạnh phúc. Và tất nhiên, không để anh thất vọng, tôi lập tức chọn một bộ váy đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất có thể, đợi chồng về đón. Bất ngờ hơn, tôi mới biết anh đã bao cả một tầng của nhà hàng, có trang trí cả hoa, nến và bánh ngọt. Khi ấy, cảm xúc trong tôi như vỡ òa sung sướng. Tôi nghĩ rằng, hóa ra, ẩn giấu bên trong cái vẻ ngoài khô khan của chồng cũng là một tâm hồn đầy lãng mạn. Và quan trọng hơn cả là anh vẫn còn rất yêu vợ. Nghĩ đến đây thôi, tâm hồn tôi liền như bay lên 9 tầng mây vậy. Xong, trong lúc đợi nhân viên mang đồ ăn lên, Khang đi vệ sinh để điện thoại trên bàn. Trùng hợp lúc đó, anh có tin nhắn gửi đến. Tôi tò mò mở ra xem mới điển người với nội dung bên trong. Xin lỗi tình yêu của em vì đã lỡ hẹn với anh hôm nay. Thấy anh kỳ công chuẩn bị cho ngày kỷ niệm một năm của chúng mình, còn bao cả nhà hàng nữa, em hạnh phúc lắm. Tiếc là chuyến công tác của em lại kéo dài thêm 2 ngày. Hôm sau em về, em sẽ bù cho anh sau nhé. Nước mắt tôi rơi vô thức xuống màn hình điện thoại. Vừa hay đúng lúc đó, chồng đi ra, nhìn thấy thái độ của tôi. Mặt anh tái đi, phần nào anh cũng đã đoán ra được vấn đề. Còn tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh hết mức, quay ra bảo với chồng. Thì ra, 10 năm hy sinh của tôi cũng chỉ đổi lại là kẻ thế thân cho người đàn bà đến sau của anh. Khang vội vàng van lơn xin tôi cho anh lời giải thích, nhưng tôi cười gằn và xua tay. Tôi tin vào những gì mình nhìn thấy. 10 năm tôi có thể sống quên mình vì chồng, chấp nhận thiệt thòi tất cả là bởi vì tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi là thật và là duy nhất. Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra mình đã quá sai lầm. Tôi có thể làm tất cả vì chồng, nhưng
Không bao giờ tôi chấp nhận một người chồng coi mình là phương án thứ hai, là thế thân cho người đàn bà khác. Nói rồi, tôi bắt xe về thẳng nhà, một mạch viết đơn ly hôn, mặc cho chồng van xin tha thứ. Dòng tâm sự thứ hai, biết mục đích chúng tôi vay tiền, bố chồng liền qua đòi tiền lại. Vợ chồng tôi rất bất ngờ khi chính con trai đã tiết lộ bí mật của chúng tôi cho ông bà biết. Để rồi giờ đây, chúng tôi đang bị hối thúc trả nợ. Mấy năm trước, chồng tôi làm ăn thất bại nên nợ người ta khá nhiều. Thu nhập hàng tháng của vợ chồng tôi chỉ đủ để chi trả tiền lãi và chi tiêu sinh hoạt. Dựa vào đồng lương của chúng tôi, có lẽ cả đời này cũng không trả được nợ gốc. Năm nay, con trai tôi học cuối cấp, cháu học rất khá và rất muốn được học lên đại học. Vì muốn con trai hoàn toàn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, nên trước mặt con, chúng tôi hứa sẽ đầu tư cho con học đại học. Nhưng mấy tháng nay, vợ chồng tôi đã có một dự định khác cho con. Chồng tôi muốn con trai đi xuất khẩu lao động để có một khoản tiền lớn trả nợ cho người ta. Vợ chồng tôi đều quá tuổi nên không thể ra nước ngoài làm việc được. Thế nhưng con trai tôi thì có cơ hội. Thế nên chúng tôi sẽ tìm mọi cách để thuyết phục con trai đi kiếm tiền vài năm ở xứ người, sau đó về tiếp tục việc học hành cũng chưa muộn. Một tuần trước, chồng tôi biết được ông bà nội có một khoản tiền tiết kiệm đến ngày tất toán. Thế là anh vay lại số tiền đó với lãi suất bằng ngân hàng. Lúc đầu mẹ chồng tôi không cho vay vì sợ chúng tôi sẽ mang đi trả nợ cho người ta thì biết bao giờ mới đòi lại được. Chồng tôi rất nhanh trí, anh nói là vay tiền để lờ cho con trai vào đại học. Nghe lý do này, ông bà đồng tình ủng hộ và nói rằng sẽ cho vay mà không lấy lãi. Vậy là chúng tôi yên tâm khi có một khoản tiền để chuẩn bị cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tối hôm qua, bố mẹ chồng bất ngờ đòi lại số tiền đã cho vay. Ông bảo con trai tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng tôi và biết được mục đích vay tiền của vợ chồng tôi. Ông muốn con trai tôi phải học đại học, nếu không thì ông sẽ đòi lại tiền. Bố chồng bảo chúng tôi làm ăn thua lỗ thì tự chịu trách nhiệm, không thể bắt con cái gánh nợ thay, trở thành công cụ kiếm tiền cho chúng tôi được. Chồng tôi nói thương con lắm, nhưng đó là cách duy nhất để có thể trả hết nợ. Nếu con trai mà không giúp, thì đến lúc nhắm mắt, chúng tôi cũng chưa trả hết nợ được. Vợ chồng tôi động viên con trai rất nhiều, nhưng con khẳng định vẫn muốn học đại học. Sau khi học đại học xong, con sẽ kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ. Con không muốn đi lao động nước ngoài để rồi vài năm sau về không biết làm gì cả, khi đó con sẽ hỏng cả một đời. Gia đình tôi đang rất rối rắm, vợ chồng tôi không biết phải thuyết phục con trai như thế nào nữa. Vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!